Xin chào tất cả các bạn, nội dung video này thì chúng ta sẽ nói đến cái phần giải phẫu CT sọ ha, dành cho lớp cử nhân. Nó có mục tiêu thì thứ nhất là trên cái bộ sọ giải phẫu CT thì các bạn nhớ nắm cái thứ nhất là cái phần nhu mô. Thì phần nhu mô não thì chúng ta có nhu mô não, nhân nền và các phì não. Thứ hai là chúng ta các cái cấu trúc chứa dịch não tủy bao gồm là các rãnh não và các cái bể não. Đó lưu ý này. Thứ ba là các cái phơi xương trên phim. Và thứ tư là các cái xoang ha. Nội dung chúng ta có gồm một số khái niệm giải phẫu CT và bệnh lý cơ bản. Rồi chúng ta tiếp tục với cái phần CT đầu ha. Đầu tiên là một số khái niệm để chúng ta đọc CT, có một vài khái niệm đọc CT cho đạt. Thứ nhất là cái CT là gì? Các bạn thấy đây là một cái hệ thống máy các lớp vi tính ha. Bệnh nhân nằm trên bàn và chúng ta có khi chúng ta đi chụp vào ha. Thì CT nó là viết tắt của computed tomography, là phương tiện chẩn đoán sử dụng TX. Thì giống như X quang thì CT cũng sử dụng TX, nhưng mà với CT thì chúng ta sẽ có cái độ phân giải rất là tốt ha, và đó là tạo hình ảnh trong không gian ha. Tạo cho các hình ảnh mà có cái độ phân giải không gian tốt. Các bạn thông qua quá trình tản của CT là khi mình đưa bệnh nhân vào trong cái máy CT đó, thì đây chúng ta có cái màu đỏ là chính là cái đầu đèn phát TX, và chúng ta có cái màu xanh xanh dưới đây chính là các cái dãy cảm biến để thu cái tín hiệu từ cái đầu đèn phát TX đó. Thì đây là cái kiểu mà tạo ảnh và đơn lát truyền thống ha. Rồi thì chắc chắn là chúng ta có nghe tới cái từ xoắn ốc. Xoắn ốc có nghĩa là bệnh nhân đi liên tục và đầu đèn sẽ xoay vòng bệnh nhân liên tục. Đầu đèn và cảm biến xoay vòng bệnh nhân liên tục thì sẽ tạo ảnh liên tục. Thì đây là cái nguyên lý tạo hình của xoắn ốc. Thì các bạn thấy xoắn ốc là máy CT xoắn ốc là một trong những cái máy hiện tại chúng ta đã sử dụng rất là nhiều. Rồi tiếp theo là chúng ta xem cái hình định vị các bạn ha. Rồi, hình định vị là trên cái hình thì nó sẽ có các cái thông tin về, thứ nhất là các cái số thứ tự lát cắt, thì bạn xem đây nè, trên này từ 5 tới 401 là chúng ta có thể nhìn những cái lát này để chúng ta biết cái số lát này thì nó sẽ tương ứng với vùng giải phẫu nào. Một cái hai, trên hình định vị thì nó sẽ có những cái thông tin như là tên tuổi bệnh nhân nè, chúng ta có cái số thứ tự ID của bệnh nhân, giới, là có ngày tháng chụp ha. Nên có một số cái thông số liên quan tới cái cường độ TX nơi chụp, và có thông số của cửa sổ trên cái slide của mình chúng ta có. Tiếp theo là thông số và cửa sổ. Thì đối với cửa sổ thì chúng ta có hai loại cửa sổ, là cửa sổ xương với cửa sổ nhu mô. Đối với CT đầu thì chúng ta có hai cái cửa sổ đó. Thì cửa sổ nhu mô là dùng để quan sát cái phần nhu mô não và hệ thống não thất, còn cửa sổ xương thì chủ yếu đánh giá xương và xoang ha. Thì chúng ta xem đây là các sổ, mỗi cái cửa sổ thì nó sẽ khác nhau bởi hai cái thông số này. Là thứ nhất là cái WW đây là cái độ rộng cửa sổ, và đây WL là trung tâm cửa sổ. Thì đối với các cái cửa sổ nhu mô đó thì thường cái độ rộng cửa sổ này nhỏ ha, và dùng để quan sát chi tiết, và chúng ta thấy khi thay đổi các thông tin này thì cái độ tương phản giữa các cấu trúc nó sẽ khác nhau ha. Và trên cái nếu chúng ta đọc trên máy thì cái phần cửa sổ này chúng ta có thể thay đổi được. Chúng ta có đậm độ hao phiêu, thì đối với đậm độ hao phiêu của nước tinh khiết thì chúng ta có là 0 HU. Nên nhớ ha, khí là âm 1000 HU và xương đặc là dương 1000 HU. Và đối với khi chúng ta đọc một cái phim CT sọ đó thì chúng ta nhớ một số cái đậm độ cơ bản. Thứ nhất là chúng ta có dịch não tủy nè. Dịch não tủy thì là nó đậm độ nó gần chung bằng với nước. Thì về trên phim nó sẽ có màu đen ha. Chất trắng và chất xám, thì đối với chất xám thì cái đậm độ hao phiêu cao. Chất trắng thì đậm độ hao phiêu thấp, do đó thì trên cái CT đó chất xám nó đậm độ hao phiêu cao hơn thì nó sẽ có màu trắng hơn. Chất trắng thì có đậm độ hao phiêu thấp thì ra cái màu xanh, nó màu đen hơn. Do đó mình có thể nói một cách câu vui như vậy là chất xám thì trên CT thì có màu trắng, còn chất trắng thì có màu xám ha. Xuất huyết và tụ máu thì thường là cái đậm độ hao phiêu cao ha, thành ra trên CT thường nó sẽ có màu trắng. Chúng ta có một số cái thuật ngữ mà mình đọc CT chúng ta xem, đó là thứ nhất là giảm đậm độ khi cái màu của cái cấu trúc này nó sẽ đen hơn so với nhu mô xung quanh.
thứ hai là tăng đậm độ, là cấu trúc này nó trắng hơn so với xung quanh. Ví dụ các bạn nhìn đây, đây là cấu trúc tăng đậm độ, xung quanh nó có cái viền là viền giảm đậm độ nè, và đồng đậm độ khi mà nó bằng cái đậm độ của nhu mô xung quanh. Ví dụ tổn thương này là tổn thương đồng đậm độ so với nhu mô não ha. Thì các bạn còn, các bạn có thể học theo một cái từ ngữ khác, một số bác sĩ có thể sử dụng cái từ là giảm tỷ trọng, tăng tỷ trọng hoặc là đồng tỷ trọng. Cái từ đậm độ thì có thể dịch cái thành từ tỷ trọng. Phần tiếp theo chúng ta đi xem cái phần giải phẫu của màng não. Thì đối với màng não thì chúng ta có ba cái lớp màng não, là thứ nhất là màng cứng. Màng cứng thì gồm có hai lớp trẻ màng cứng. Đây màng cứng trên cái hình này nó sẽ có màu xám xám này mình thấy ha. Và nó dính chắc vào xương sọ. Và nó sẽ có các cái son, nó tạo thành, do các trẻ màng cứng tách ra thì có thể tạo thành các cái son tĩnh mạch ha. Và vị trí này là người ta gọi là liềm não ha. Hoặc là nó tạo ra cấu trúc như là liềm tiểu não. Và các bạn nhớ là do cái đặc điểm dính chắc vào xương sọ, và đặc biệt là ở các cái khớp sọ dính rất là chắc, thành ra là thường cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó sẽ không có không có qua được các cái đường khớp ha. Và do tách cái này khó khăn thì nghe là nó sẽ tạo ra cái hình lồi bên tim CT. Nên là có cái màng tiếp theo đó là màng nhện. Màng nhện là màu đỏ đỏ nè. Rồi, hạt thì nó sẽ hình thành các cái hạt màng nhện. Từ các hạt màng nhện này, cái chức năng của nó chính là hấp thu dịch não tủy để đưa vào trong cái phần các cái son tĩnh mạch. Nó có màng nuôi. Màng nuôi là màu xanh này ha. Màng nuôi thì cái cấu trúc giải phẫu chính của nó chính là nó nằm sát cái vị trí của cái phần chất xám của cái não. Và chức năng của nó là dùng để nuôi nhu mô não. Và với những cái khoang, với những cái màng như vậy thì nó sẽ tạo ra các cái khoang. Thì chúng ta có cái khoang thứ nhất là khoang ngoài màng cứng, là sẽ giữa cái xương sọ và cái trẻ với là cái màng cứng ha. Và chúng ta nhớ cái khoang này là dính rất là chắc, thành ra tách ra nó là khó ha. Cái thứ hai là khoang dưới màng cứng. Khoang dưới màng cứng là giữa cái màng cứng và màng nhện. Đây, giữa màng cứng và màng nhện. Thì cái khoang này tương đối khá lỏng lẻo, thì do đó cái nếu mà có một cái tụ máu dưới màng cứng ha, thì nó sẽ len theo cái cấu trúc này và nó có thể tạo thành cái hình người ta gọi là cấu trúc cái tổn thương dạng cái hình liềm. Và chúng ta nhớ là nó do cái bị ngăn cách bởi cái ranh giới là cái trẻ màng cứng, do đó thường cái tổn thương tụ máu dưới màng cứng thì nó sẽ không có qua được cái đường giữa ha. Và tiếp theo là khoang dưới nhện. Khoang dưới nhện là giữa cái màng nhện và màng nuôi. Và chúng ta thấy là khoang dưới nhện thì nó sẽ liên quan trực tiếp với các cái phần dịch não tủy và các cái rãnh não ha. Do đó thì một trong những cái đặc tính của cái xuất huyết khoang dưới nhện trên phim CT đó chính là tăng đậm độ các rãnh não. Ở đây chúng ta xem một cái hình các cái trẻ màng cứng. Ở đây chúng ta có là cái liềm não ha. Và chúng ta có cái liều tiểu não. Và liều tiểu não chính là cái ngăn cách giữa cái phần dưới liều tiểu não và là cái vùng dưới liều, là thường là tiểu, gồm có tiểu não và các cấu trúc của thân não. Và phần trên liều chính là phần của bán cầu đại não ha. Tiếp theo mình xem cái phần nhu mô não và thứ hai là nhân nền. Nhu mô não thì mình có hai cái bán cầu đại não, thì nó sẽ chia là có, chúng ta có thùy trán nè, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm. Thì trong đó chúng ta xem một số cái rãnh quan trọng như là rãnh sylvian là cái giới hạn của cái thùy thái dương, và thứ hai là rãnh trung tâm là giới hạn của thùy trán và thùy đỉnh. Đây chúng ta có các cấu trúc như là của hành não, của cầu não, hành não và của tiểu não. Mà chúng ta nhìn xem một cái mặt cắt cái dọc giữa thì chúng ta có đây là cái thể chai. Thể chai là phần chất trắng nối liền hai bán cầu đại não ha. Thì gồm có rò thể chai, chúng ta thân thể chai, chúng ta có cái xin lỗi cái này là gối thể chai ha. Mà chúng ta có thân thể chai, lò thể chai phía sau. Và chúng ta có cái cầu não, đây hành não và tiểu não, các cấu trúc nằm ở phần dưới liều, đây cấu trúc nằm phần trên liều. Thì đây là một cái giải phẫu của nhân nền, các cái nhân nền là cái nhân xám ha. Thì nhân đây là cái lát cắt nữa, cái này là một lát cắt rất là quan trọng qua cái phần cái hình mặt buồn đó ha. Thì các bạn sẽ thấy các cái nhân xám trung ương và chúng ta có cái hệ thống chất trắng ha. Thì trong các nhân xám thì chúng ta nhớ một số cái nhân chính là gồm có là nhân đuôi ha. Nhân đuôi thì chúng ta có đầu nhân đuôi và đuôi nhân đuôi. Đầu nhân đuôi thì nó sẽ nằm ở phía trước và nó nằm gần gần ở vị trí của cái sừng trán của não thất bên. Hay là nhân bèo,
Nhân bèo thì gồm có hai phần là gồm có bèo sẫm và cầu nhạn. Cầu nhạn nằm phía trong và bèo sẫm thì nằm phía ngoài. Nhân bèo thì còn có tên là nhân đậu. Đó, có phần thứ ba là đồ thị. Đây, là đồ thị. Và nhân trước tường thì nó sẽ nằm ở phía sát của phía bao ngoài đây. Nhân trước tường đây. À, thường người trên city mình không thấy cái nhân nào. Phần chất trắng. Phần chất trắng thì gồm có, thứ nhất chúng ta có cái thể chai. Thì chúng ta có cái gối thể chai nằm phía trước đây, và chúng ta có phần lồi thể chai nằm phía sau ha. Và nhớ cái này là chúng ta nói nằm giữa và nói hai cái bán cầu đại não. Chúng ta có một cái chấn chấn thứ hai khá quan trọng, đó là bao trong. Thì bao trong nó là sẽ có hình như là chữ V này, bạn thấy ha, hình như là chữ V. Và nó gồm có cái phần thứ nhất là chi trước bao trong, chi sau bao trong, và giữa chi trước và chi sau gọi là gối bao trong. Thì chi trước bao trong chính là phần nó nằm giữa cái nhân đuôi và nhân bèo. Chi sau bao trong là giữa nhân bèo và đồ thị. Chúng ta có bao ngoài. Chúng ta có bao ngoài là nằm phía ngoài của nhân bèo. Có thị đảo. Thị đảo. Ở đây chúng ta có rãnh sinh van là vị trí này, thì thị đảo nằm mặt trong. Thì cái lá cắt này là lá cắt khá quan trọng trong đánh giá ha. Ở trên thành city. Tiếp theo chúng ta coi tới cái hệ thống não thất. Thì hệ thống não thất thì trên hình CT nó sẽ gồm có cái thứ nhất là chúng ta có hệ thống là não thất bên. Đây là não thất bên. Chúng ta có hai hệ não thất bên. Chúng ta có chính giữa này là não thất 3. Và dưới đây là não thất 4. Đây là não thất 4. Và phía sau, phía dưới này nữa là cái ống trung tâm của tủy sống. Thì các cái hệ thống não thất thì trong cái não thất bên đó thì nó sẽ có gồm ba cái sừng. Thứ nhất là sừng trán nè, hoặc là sừng trước. Đây, thứ hai là sừng thái dương nó nằm phía dưới, và thường trên hình CT thì sừng thái dương không thấy ha. Khi chúng ta quan sát được hoặc là thấy nhưng mà rất là nhỏ và tinh tế. Thường nếu mà thấy được sừng thái dương thì đó là cái dấu hiệu của một cái não ung thủy. Nó có sừng chẵm. Hoặc là sừng chẵm hoặc là sừng sao. Và các cái hệ thống não thất này thì thông với nhau, thì chúng ta thấy là thứ nhất là nó thông qua cái lỗ Monro hay gọi là lỗ gian não thất, thì giữa não thất bên nó sẽ đổ vào cái não thất 3 qua cái lỗ gian não thất, qua hai lỗ này gọi là lỗ Monro. Còn não thất 3 đổ xuống não thất 4 thì sẽ thông qua cái cống não, hoặc là người ta gọi là cống sinuus. Còn não thất 4 nó sẽ đổ ra phía trước thông qua là hai cái lỗ là lỗ Luska, và lỗ qua phía sau qua cái lỗ là Magendi. Như vậy chúng ta sẽ có các cái cấu trúc này nó sẽ thông với nhau. Thì chúng ta xem các cái, đây là cái sự lưu thông của cái dịch não tủy. Thì dịch não tủy sẽ được tiết ra từ các cái đám rối mạch mạc, và sau đó nó đi vào từ cái não thất bên nè, nó sẽ đổ xuống não thất 3, rồi từ não thất 3 sẽ đi xuống não thất 4 thông qua cái cống não. Và sau đó thì não thất 4 nó sẽ đổ ra hố sau, đổ ra phía sau, đi ra hố sau, hoặc là đổ ra phía trước để thông ra cái bể. Như vậy các bạn thấy là xung quanh các cấu trúc này chính là cái bể dịch não tủy ha. Thì trên CT sẽ quan sát được các bể này, ví dụ một số cái bể mà các bạn có thể quan sát được, ví dụ như là đây là bể trước cầu não đây. Chúng ta có bể trên yên nằm vị trí này. Chúng ta có bể quanh của não sinh tư là nằm vị trí này. Đây là bể quanh của não sinh tư nằm vị trí này đó. Như vậy thì những cái bể này trên hình ảnh CT chúng ta đều thể thấy. Và sau khi lưu thông dịch não tủy rồi thì đi vào các cái bể não rồi, rãnh não rồi, thì nó sẽ đi qua các cái hạt màng nhện này mình có nói đó, và sau đó nó sẽ được hấp thu đổ vào trong cái hệ thống tĩnh mạch nha. Và sau đó sẽ đi vào cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Đó, tiếp theo tới phần giải phẫu CT. Thì giải phẫu CT thì để đơn giản hóa cái hình giải phẫu CT đó, thì người ta cho các cái hình đó là, đây là các cái lát cắt các bạn ha, từ cái lát cắt từ nền sọ cho tới các cái lát trên cao hơn đó. Thì như vậy thì nó sẽ theo một cái trình tự ha. Bạn sẽ đọc theo một cái trình tự, và ở đây để đơn giản hóa thì sử dụng một số cái hình tượng cho chúng ta dễ nhớ. Đó là chúng ta có cái ID này, chúng ta có cái hình của định vị bệnh nhân, cho nó ta đọc thì từ nền sọ thì đầu tiên là hình chữ X, sau đó tới đó là hình ngôi sao năm cánh. Tiếp theo sẽ quan sát cái hình mặt cười, hình mặt buồn, sau đó hình hai con sâu, và cuối cùng là chúng ta có hình hạt đậu. Nên ta thấy là từ nền sọ đây là hình chữ X. Tiếp theo hình ngôi sao năm cánh.
À, tiếp theo hình mặt cười. À, tiếp theo là hình mặt buồn. À, mình quan sát hình cái chúng ta có cái hình hàng sau ha, và cuối cùng là cái hình của hạt đậu ha. Thì đó là quan sát trên cơ sở nhu mô. Nhưng mà chúng ta phân tích từng lát hình ha. Đầu tiên đó là hình chữ X. Chữ X là sao? Đó là cái phần của nền sọ đây, hình chữ X đây. Thì phần chữ X thì các bạn nhớ là đây mình nói chung là các cái cấu trúc mà các bạn sẽ học đó, và giải phẫu của cái phần trên mục tiêu của các bạn đó chính là các giải phẫu của các cái phần phì não ha, là một. Thứ hai là các cái cấu trúc của các cái bể não ha. Thì đây mình nắm một số cái bể cơ bản. Thứ nhất đó là cái bể trước cầu não, bể bể dịch não tủy, thì các bạn nhớ là bao giờ cũng là một cái cấu trúc có màu đen ha. Đây là bể não tủy, bể dịch não tủy thì chúng ta có bể trước cầu não, vì vị trí đây chính là cầu não ha. Chúng ta có phía sau đây là chính là não thứ tư ha. Và các cái thùy chúng ta có là đây là thùy thái dương, đây chúng ta có nhãn cầu ha. Đây có cầu não rồi, chúng ta có tiểu não đây ha. À, đó là trên lát chữ X, các bạn nhớ một số cái thông số này. Tiếp theo là lát ngôi sao năm cánh, thì lát ngôi sao năm cánh chính là vị trí này ha. Các bạn nhìn thấy đây là vị trí này, đây ngôi sao năm cánh, và cái vị trí đó chính là cái vị trí của cái bể trên yên ha. À, chúng ta có các cái thùy như là thùy thái dương nè, thùy trán ha. Ở đây cái phần này là của thùy trán, đây là bể trên yên, nãy mình có nói về bể thì thường nó sẽ là màu đen ha. Nếu cái bể mà màu trắng thì như vậy nó có vấn đề. Đây đó, cái vị trí này là cầu não ha. Phía sau cũng là não thất tư, chúng ta có cái não tiểu não nằm ở phía sau ha. Cái lát hình tiếp theo là cái lát hình mặt cười ha. Mặt cười ở đây chính là ngay trên chỗ này ha. Thì mình sẽ có một số cái cấu trúc mà các bạn nhớ là chúng ta có thùy thái dương đây ha. Thì thùy thái dương thì nó chỗ này chính là rãnh synovial ha. Đây thùy trán cũng tương tự, chúng ta có cái này là não thất ba, não thất ba ha. À, của não sinh tư, và tất nhiên là phía dưới là bể quanh của não sinh tư ha. Bể quanh của não sinh tư, đây có thùy chẩm, đây là thùy chẩm. À, đây là liềm não, các bạn có thể quan sát được nó tách, nó là ranh giới giữa hai cái phần đại não ha. À, là có sừng trán của não thất bên, và đây là cái thùy nhọn. À, đây là sinh viên, chúng ta nhớ các cái rãnh này ha, chính là ranh giới. Như vậy phía trong có thể là thủy đảo ha. Đây là hình mặt buồn. Hình mặt buồn thì chúng ta nhớ đây là cái hình mà có các cái thành phần của các cái nhân xám trung ương đó ha. Rồi chúng ta nhận diện như thế nào ha. Như vậy chúng ta nhìn trên cái hình đó, chúng ta thấy là có cái phần màu trắng trắng này, thì cái màu trắng này chính là nhân xám, và mình có cái phần đen đen này, đen đen này chính là cái bó chất trắng ha. Đó, như vậy chúng ta có này, ví dụ chúng ta có thể nhìn đây chính là nâng đuôi nè, nâng bèo đồ thị nè, và chúng ta có cái bó chất trắng đây, đó, chính là bào trong. Đó, đây tôi giới thiệu sơ qua một số cái thông tin như vậy. Chúng có thì chúng ta có các cái hệ thống não thất, gồm có sừng trán não thất bên nè, sừng chẩm não thất bên. Thì đây chúng ta thấy là trong cái đây thì chúng ta có cái đám nang của đám bó mạch, xin lỗi, cái vô hóa của đám bó mạch mạc ha, não thất bên. Ta có thùy thái dương, thùy trán, thùy chẩm và liềm não ha. Đây là vị trí của thùy đảo. Và các cấu trúc bên trong thì nhân xám thì gồm có là thể chai nè, ta có ha, phần của này là chắc chắn là thể chai phía trước nè ha. Ta có gối thể chai đó ha, đầu nhân đuôi thì nằm vị trí này, đầu nhân đuôi. Chúng ta có bao trong ha, bao trong. Thì bao trong nó gồm có ba phần đó, mình thấy đây chính là chi trước bao trong nè, chi sau bao trong và cái gối bao trong mình đây. Nó có nhân bèo ha, nhân bèo đây. Nhân bèo đây, hình giải quạt nè. Chúng ta có đồ thị chính là vùng này. Qua lát hình tiếp theo thì chúng ta lát này thì khá cơ bản, thì chúng ta có cái thân não thất bên hai bên thôi ha. Thì chúng ta thấy được thùy đỉnh và thùy trán phía trước và thùy đỉnh nằm phía sau ha. À, chúng ta có cái thân não thất bên đây ha, và chúng ta có cái lồi thể chai nằm ở đây, thùy chẩm nằm phía sau ha. Chúng ta có thùy, chúng ta thùy trán nè, đỉnh nè, chẩm nè, lồi thể chai nằm đây, và chúng ta có cái phần tia. Phần tia là thực chất là cái phần chất trắng ha. Như vậy cái phần tia sẽ có màu đen đen, là phần chất trắng mà nằm ở cạnh cái não thất bên. Phần tia là vùng chất trắng nằm cạnh não thất bên, ở trên, nằm cạnh cái thân của thất bên ở trên cái lát cắt này nha, là vùng phần tia. Phần tia nó là thực chất nó cũng là chất trắng thôi.
Tiếp theo là cái phần của hình hạt đậu. Thì phần hình hạt đậu thì cái một trong những cái điểm các bạn lưu ý đó là chúng ta có cái trung tâm bán bầu dục. Thì nãy chúng ta có cái phần chất trắng ở phía cái phần cạnh nó thắt bên thì gọi là cái phần màu đen đen đó, cạnh nó thắt bên thì gọi là bình tia. Còn ở trên phần cao này á, thì cũng phần chất trắng thì gọi là trung tâm bán bầu dục ha. Một cái cấu trúc nữa là cái niềm não thì bạn nhìn thấy rồi ha. Rồi chúng ta có thùy trán, rãnh trung tâm và thùy đỉnh. Ở đây một cái cấu trúc mà các bạn lưu ý đó là rãnh trung tâm. Rãnh trung tâm được nhận diện trên hình cái lát cắt ngang như là cái hình omega ngược. Bạn sẽ thấy cái đây cái hình chữ omega nè, omega ngược ha, bạn thấy quen omega ngược. Ở đây là omega ngược. Và rãnh trung tâm chính là cái ranh giới giữa trước rãnh trung tâm chính là thùy trán, còn sau rãnh trung tâm là thùy đỉnh ha. Đây là trước rãnh trung tâm là thùy trán nè, sau rãnh trung tâm là thùy đỉnh ha. Rồi chúng ta phân tích tiếp theo là cái phần cửa sổ xương ha. Xương thì chúng ta có đánh giá chủ yếu là xương và son, con số thông số chính ha. Nhất là cái lát cắt thấp thì chúng ta có phần son hàm, ta có vách ngăn mũi ha. Lát cao hơn xíu thì chúng ta có cái cấu trúc như là xương chẩm. Phía trước là đây là hệ thống là son sàn ha, và phía sau là son bướm. Đây nó có hai phần son bướm hai bên ha. Nó có khí bào chẩm thì nó thuộc về nó phần của xương đá. Có khớp là khớp thái dương chẩm. Ở đây cái chỗ khí bào chẩm thì nó có thể người ta còn thể gọi đó là phần đá của xương thái dương, gọi là xương đá hoặc là phần đá xương thái dương cũng được. Tương tự chúng ta có một số thông tin giống trên cái lát cao hơn. Lát cao nhất thì chúng ta có cái phần của xương chẩm đây ha, và son trán ở phía trước, thì kế bên đó là son xương xương trán ha, cái xương đỉnh. Ở này chúng ta có khớp đỉnh chẩm. Chúng ta xem cái hình của cái phần cửa sổ nhu mô trên CT nè, và cửa và cái hình MRI đó thì bạn sẽ thấy là cái độ phân giải của MRI rất là tốt ha, tốt hơn nhiều so với CT ha. Trong cái thành ra là trong cái đánh giá của phần nhu mô não mà đánh giá về các cái tổn thương của chất trắng chất xám rồi đó, nếu mà đến u não đó thì thường MRI được lựa chọn hơn so với CT. CT chủ yếu là dùng cho cấp cứu hơn nhiều. Nội dung bài hôm nay đến đây là hết. Các bạn có vấn đề gì góp ý thì các bạn có thể để lại góp ý dưới video. Xin chào tất cả các bạn.